Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 21 tháng 3 năm 2021 và trong buổi chiều nay thì bên xưởng em có hoàn thiện xong một đôi lộc bình bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Đôi lộc bình này có kích thước là 1m7 và làm theo đơn đặt hàng của bác Ngân tại xã Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hiện tại nhà em đã hoàn thiện xong rồi và chuẩn bị để bốc xếp và bàn giao cho khách hàng. Thì em có quay lại cái video clip làm kỷ niệm và gửi tới bác Ngân trước khi bác nhận cái đôi lộc bình này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh của đôi lộc bình đây. Đấy, em sẽ quay tổng thể cho quý vị xem được kiểu dáng của đôi lộc bình này. Dáng lộc bình này gọi là giá thắt cổ lọ đây.